Hello anh em. Hôm bữa có bạn nào hỏi mình bộ Ivory nhiễm thì sẵn mình cập nhật với lại mọi người luôn. Thì Ivory nhiễm bên mình vẫn còn nha mọi người. Ha. À, khi các bạn bắt thì mình sẽ soạn cho mọi người những bé cá mà chuẩn BD thấp mun. Đó, cá căng đàng hoàng cho các bạn. Ha. À, Ivory nhiễm thì bên mình có đỏ, nhiễm đen và nhiễm vàng. Khi mà bắt thì mình sẽ bắt lộn xộn nha. Thì thường thường mình sẽ bắt nhiễm đỏ nhiều hơn và nhấn vài cặp nhiễm đen vô cho nhìn cho phong phú cái bảng màu của mình lên tí ha. Thì giá bộ Ivory nhiễm của mình sẽ là 20k một cặp ha, và mình ship đơn từ 200k trở lên. Khi các bạn bắt 10 cặp thì mình sẽ tặng một cặp, bắt 20 cặp mình sẽ tặng 2 cặp, bắt 30 cặp mình sẽ tặng 3 cặp đối với Ivory nhiễm nha mọi người ha. Cá nè mọi người thấy bộ đầy mập ú, tại vì mình vẫn phơm trùng đồ đàng hoàng, cá nuôi vẫn ra cá form đẹp đồ đàng hoàng cho mọi người nha. Mình phơm chung với lại cá kia mà tới lúc mà soạn phân loại cá kia rồi mình mới tách bộ nhiễm ra, thì lúc này là bộ nhiễm của mình rất là căng. Anh em nào muốn bắt Ivory nhiễm về thả thủy sinh, thả hồn lâm mộ gì đó thì cứ việc liên hệ với mình ha. Rồi ngoài ra thì mình vẫn còn có một bộ là full red nữa nha mọi người. Đây, để mình dẫn mọi người đi thăm bộ full red. Đây, dàn full red nhà làm nè mọi người. À, thì trong đây có phân loại sẽ có hai loại, một là tuyển giống combo 2-3 cặp sẽ là 200k, một hai là loại thủy sinh. Thì loại thủy sinh đuôi và vây không đẹp bằng tuyển giống. À, giá sẽ là 30k một cặp. Ha, và mình ship đơn từ 200k trở lên. Khi các bạn bắt 10 cặp thì sẽ là 250k cho full red thủy sinh. Đó. Thì tất nhiên khi mà soạn cá thì mình sẽ soạn cho mọi người những bé cá khỏe mạnh ha, không cật lỗi nha mọi người. Không cật lỗi, không cong lưng, không vẹo lưng gì hết. Đó. Và mình nhận chuyển khoản phí cá trước. À, trước khi gửi cá thì mình sẽ soạn cá cho các bạn xem cá trước, sau đó mình mới gửi cá. Và cá tới tay mọi người mình đảm bảo là cá còn sống khỏe mạnh, cũng như là bộ cá mà các bạn nhận được đúng là bộ cá mà các bạn đã xem trước đó ha. Đây rất là đỏ luôn nha. Thì Ivory hoặc full red này về mọi người bắt mấy bộ thủy sinh về mọi người thả thủy sinh, thả hồ lộ mộ rồi rất là phê luôn ha. Đặc biệt là như full red này thì mình thấy các bạn thả hồ sen thì thôi rồi, như cái nắp cá thì mình nuôi theo kiểu mà bán ngoài trời á mọi người, thùng thì mình để ngoài trời nhưng mà mình đậy do nắng nóng á hoặc là mưa rồi đó, cho nên mình cũng có đậy bớt. Cá thì sức khỏe thì cũng khá là khỏe, phù hợp cho các bạn bắt về á, thấy không, đỏ lừ luôn. Mình thấy cái màu mà mình còn phải nói là hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn luôn ha. Rồi thì trước mắt thì mình có hai bộ, đó là hai bộ cá thủy sinh và tầm thấp giới thiệu với lại anh em. Thì bạn nào muốn mua cá thì quý vị liên hệ với mình. Thì ngoài ra mình vẫn còn có Ivory giống, Habretro giống, Abretro giống nha. Rồi bye bye mọi người, hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình.